Người ở quê TV đang có mặt tại giáo hoàng Chư Viên thuộc giáo xứ Tiêu Dung Thượng. Đây, một giáo họ rất đẹp. Đây, hàng đá của giáo họ rất đây. Trùng tu vào năm 2023. Này, giáo xứ giáo họ rất đẹp. Chúng ta hãy đi vào trong thờ để chiêm ngắm ngôi thánh đường của rất đẹp. Đây, trong khung cảnh ngọn thư viện chứ tiêu dùng được các bà đang quét nhà để nay là thứ bảy, em mai là chủ nhật nên này một giáo họ rất đẹp. Giáo họ chúng ta hay đi giáo họ rất đi cho các bạn xem chim ngắm của ngôi giáo họ Chư Viên. Thì các bạn xem khung cảnh khá là đẹp. Chào ạ. Đây, một giáo họa rất đẹp. Đây, khung cảnh giáo họa. Đây, chúng ta hãy vào đài Đức Mẹ La Vàng của giáo họa. Vâng, bà đang đây một để Đức Mẹ La Vàng của giáo họ rất đây. Và đây là kinh cầu Thánh Mẫu La Vàng. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vàng đầy ân ơn phước, ngợi cho vinh quang muôn phần, thần thánh không ai sánh bằng,
Đức Chúa Trời đã tái sinh cho mẹ. Tình truyền thánh thiện xin đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang là nơi hiện đến cứu hậu thừa hậu phổ tổ tiên chúng con linh giang giữa thời ly cấm khách khốn trăm bài. Đây là kinh Thánh Mẫu La Vang. Nhà sư gọi cho sư Tiểu Phượng tái nhìn lại vào ngôi nhà thờ của gia sư. Gia họ sơn một màu chân di rất đẹp. Và video của mình đến đây là kết thúc về giáo hoạn tiêu viên thuộc giáo sứ Tiêu Dụng Thượng giáo hạt Hà Nam. Giáo hạt Phổ Lý này.